ta đến đây là chợ Ba Đình này nè. À, có anh Grab Food Now. Quá chợ ở đây luôn vậy. À, chợ mua gà. À, gà đây ngon lắm hay sao? Gà 142. À, chúng ta sẽ đi dưới gầm cầu này ha. À, ngày xưa khu này có cái nhà, một dãy nhà lụp xụp, nhưng mà bây giờ đã không còn nữa. Quá, dưới gầm cầu hiện đang làm rồi. À, mình không quẹo qua kia được. À, bây giờ cái đường này làm lại cũng rất là sạch sẽ ha. Video này em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở đường Ba Đình và vòng qua cái rạch ủ cây, rồi chợ Ba Đình, chợ Sớm Củi. Gửi anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại, nếu anh chị các bạn có những kỷ niệm thì chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm ha. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở bên quận 8, em xin gửi đến cô chú anh chị và bạn những hình ảnh về con đường Ba Đình. Ba Đình thì để đi đến đường Ba Đình thì chúng ta sẽ đi đường từ cầu Chà Bà, mình xuống đường Tùng Thiện Vương và mình sẽ đi qua đường Sớm Củi. Ở đó có chợ Sớm Củi. Thể theo cầu của cô chú anh chị thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại cái con đường này ha. Rồi em mời cô chú anh chị chúng ta cùng lên xe và trải nghiệm nha. Có những cái cô chú anh chị đã một cái thời gian gắn bó ở con đường này thì bây giờ chúng ta có dịp mình cập nhật lại, nhìn lại ha. Đây là chợ chợ Sớm Củi. Chúng ta sẽ đi vô chợ Sớm Củi dạo chơi nha, rồi mình sẽ đi qua đường Ba Đình sau. Ngoài chợ Sớm Củi năm nào với cái bề ngoài bên đây là bán vàng, bên tay phải chúng ta nè bán vàng rất là nhiều luôn. Phía trước cũng hình ảnh ngôi chợ cũ rất là cũ. Đường này là đường Sớm Củi, và bên tay trái mình sẽ có đường Ba Đình. Mình sẽ quẹo phải một vòng vô chợ Sớm Củi này xem thế nào ha. Khúc này bán cá. Chúng ta xem coi có món gì mình ăn không ha. Trái cây, xoài, rau cải, bầu bí, củ hoa, dưa leo, bánh ít. Chè bắp hay gì? Chè bắp đúng rồi. Lấy một chè bắp, một chè đậu đi. Lấy một bịch này luôn. Này là chè với phải không? Dạ. Chè màu hấp dẫn mà. Có nhiều loại tùy cũng có nào. Cái này thì ăn nước đá được nè. Dạ. Chè táo sọ. Thôi, chè này đi. Cái nào cũng tinh tế cho nó ngon hết. Này như bịch đi. 10.000 hết. Rồi, lấy 3 bịch hết. Cái này đậu xanh dốt vỏ nè, cũng mềm ngon.
lấy dữ vậy? Mới có 2 bịch à? 3 bịch vậy. Cái gì nữa? À, này là cái gì quá này? Đó. Ừ. Này. Chỉ là 30 ngàn thôi. Dạ, dạ. Cái loại này phải ăn nước dừa. À dạ. Dưa có thấy nó nhiều. Ở nhà chị nấu nhiều quá trời loại luôn. Ở nhà làm ơn nó cưng. Ồ. Nhiều loại quá. Dạ. Tiền cho ship hết rồi, không có tiền không. Dạ. Chung cho ship. Rồi, em ta và tiếp tục nha. À, nhìn thấy chè để cũng rất là sạch sẽ rồi, à, có nhất rất là nhiều loại. Ngại nhất là những cái món ăn mà để ở dưới đất á, cũng hơi ngại ngại. Nói chị này để trên cao thấy sạch sẽ. 10 ngàn một bịch thôi. À, rồi chúng ta tiếp tục ra đường Tùng Thiện Vương. À, mình sẽ đi vòng lại ha, vòng lại đi đến đường Ba Đình đi. Có lẽ lúc nãy mình chạy thẳng vô đường đó rồi, nhưng mà do chạy lố qua mình phải quay vòng lại. Tại vì cái chỗ hồi nãy cái đường Tùng Thiện Vương thì một chiều. Khúc này là nãy mình mới vừa đi qua nè, còn nãy mình quẹo phải đó. À, bây giờ mình đi thẳng thẳng đường Xóm Củi này. À, để em coi coi đường Ba Đình, đường Ba Đình nằm ở vị trí nào. À, đây bên tay trái chúng ta, bên tay trái mình có đường Ba Đình cặp theo bờ sông Lò Gốm, kênh Tàu Hủ, đường Ba Đình và đường Hưng Phú. Ngay cái đường này cũng có một cái chợ, ở đầu chợ, ở đầu đường chứ, ngay gần cái gần cái cầu Nguyễn Tri Phương đó, có cái chợ Ba Đình. Con đường này thì không thích hợp để chúng ta đi đi bộ anh chị, nó không có cái vỉa hè, rồi không có hàng cây, cũng như không có bóng mát, mình đi bộ thì cũng hơi xa rồi bất tiện. Em chạy xe nhưng mà chạy chậm thôi, để hình ảnh nó sẽ trôi qua chậm để các anh chị và các bạn chúng ta nhìn lại rõ hơn cái con đường Ba Đình này. Bên tay phải là 907 Ba Đình, bên tay trái là 308. Là số chẵn thì nằm bên tay trái và số lẻ nằm bên tay phải. Cái số lẻ thì quá lớn. À, càng đi tới thì chúng ta càng lùi nè. À, số 270 bên tay trái nè. Rồi 250, 260. Đây là 256 nè. Rồi bên tay phải thì cũng là số lùi luôn. 861 rồi. Mình nhìn thấy những hình ảnh này có một cái điểm giống với ngày xưa, đó là những cây cột điện, những cái dây điện rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi đó, nhà nước đã bó nó lại rồi, người ta bó nó lại gọn gọn rồi. Ở đây có một ngôi chùa mà chúng ta vừa đi qua rồi. Không biết ngày xưa cô chú anh chị mình có kỷ niệm gì với con đường này không ha. À, đây là có cái ngã ba Lưu Quý Kỳ. À, ta đến đây là chợ Ba Đình này nè. À, có anh Grab Food Now, quá chợ ở đây luôn vậy. À, chợ mua gà,
À, gà đây ngon lắm hay sao? Gà 142. À, gà ta 142. À, để bữa nào em sẽ review thử cái món nó như thế nào ha. Thấy quá trời người mua luôn. À, ta lại vô chợ nữa rồi. À, chợ này là chợ Ba Đình nè. Thẳng phía trước đó là cái cầu Nguyễn Tri Phương. Ngày xưa thì có cái đường mà chúng ta đi xuống dưới gầm cầu được á, nhưng mà với bây giờ còn qua được hay không ha. Bây giờ Sài Gòn là hơn 12 giờ rồi, nên chợ cũng chuẩn bị nghỉ. Có con đường mình sẽ quẹo xuống gầm cầu. Bên kia cũng là đường Ba Đình nữa. Bên kia cũng là Ba Đình nữa, nhưng mà cắt ngang bởi cái đường cầu Nguyễn Tri Phương này. À, chúng ta sẽ đi dưới gầm cầu này ha. À, ngày xưa khu này có cái nhà, một dãy nhà lụp sụp, nhưng mà bây giờ đã không còn nữa. Wow, dưới gầm cầu hiện đang làm rồi. À, mình không quẹo qua kia được. À, nên chúng ta đi cặp theo cái đường này, phía sau cái đường phía sau cái đường Ba Đình đó. À, để xem những cái hình ảnh ở đây như thế nào ha. À, bên tay trái mình có những con hẻm đi ra đường Ba Đình luôn đó. À, bên tay phải là cái dòng kênh Đào Hữu mà ngày nay thì đã nhà nước đã làm lại cái bờ kè, và bên phải có cái công viên nhỏ nhỏ này. À, cái đường này là cái đường ụ cây. Đường ụ cây nè, cặp theo con đường con rạch nhỏ nhỏ, chắc có thể là rạch ụ cây. À, bây giờ cái đường này làm lại cũng rất là sạch sẽ ha. Có lẽ ngày xưa bên tay phải có rất là nhiều nhà, những cái nhà cặp theo con rạch này, nhưng mà bây giờ những cái nhà đó như đã giải tỏa để làm nên cái bờ kè công viên này. Bên đây người ta nhậu rất là nhiều ha, bởi vì phía trước mát mẻ. Rồi, chắc video này em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở đường Ba Đình và vòng qua cái rạch ụ cây, rồi chợ Ba Đình, chợ Sớm Củi. Gửi anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại, nếu anh chị các bạn có những kỷ niệm thì chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm ha. Trong quá trình thực hiện video cũng không thoát khỏi cái tình trạng thiếu sót. Cũng mong cô chú anh chị các bạn chúng ta
bỏ qua nha, và cho em xin cái comment góp ý nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi.